Hello. Vâng, xin kính chào thầy Huệ. Thầy hôm nay hồng hào tươi tỉnh quá. Chào các bác, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã yêu quý ăn thảo đường ạ. Ông nói to lên. Tắt âm nhạc đi con. Thầy nghe rõ không ạ? Nghe rõ rồi. Vâng. Xin kính chào thầy Huệ, chào tất cả các bác, cô chú và anh chị đang theo dõi ăn thảo đường. Chào Trang nhé. Trang hôm nay thấy thầy Huệ có hồng hào không? Hôm nay thầy có biết cách sử dụng app hay sao ạ? vâng, xin kính chào tất cả các bác, cô chú và các anh chị em, những người luôn yêu quý An Thảo Đường, luôn ủng hộ ở trong buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ hàng tối hàng ngày đấy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ và giao lưu với dược sĩ thầy Trần Đoàn Huệ. Ngày hôm nay thì vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, đang ngày càng được rất là coi trọng. Bởi vì vấn đề nào gây nên tình trạng sức khỏe bị suy giảm, các nguyên nhân rồi các vấn đề, các hiện trạng rất là nhiều. Các nội dung, các vấn đề đang nảy sinh. Và để giải quyết vấn đề đó thì không chỉ có những giáo sư liên quan đến vấn đề về các vấn đề sức khỏe trong ngành y chúng ta, và tất cả các nhà chuyên môn, các dược sĩ, các thầy ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ đều chụp đầu lại, đều nghiên cứu và tìm ra những cái giải pháp, tìm ra được những cái phương pháp làm sao có thể nâng cao được sức khỏe của con người, của loài người. Cái đó rất là quan trọng và rất là nhiều những tâm huyết và bằng chứng. Ngày hôm nay thì hàng ngày chúng ta đang được gặp gỡ và được lắng nghe những lời chia sẻ từ những nghiên cứu, từ trong thực nghiệm, từ những cái quá trình làm việc không biết mệt mỏi, từ những người thầy, từ những người dược sĩ rất là giỏi như thầy Trần Đoàn Huệ, vô cùng tâm huyết và với một cái mong muốn là luôn luôn đưa đến cho người dân chúng ta, đưa đến cho những người quan tâm và yêu quý sức khỏe những cái bài thuốc mà hoàn toàn có thể tự chọn, tự học và tự tạo tại nhà và từ các cây thảo dược, và đó là những cái điều rất là quý. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trao đổi vấn đề, tôi thiết nghĩ rằng một vấn đề rất là được coi trọng trong xã hội ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng là các vấn nạn về ô nhiễm môi trường, hay là các vấn nạn về các cái biểu hiện gây bệnh và đặc biệt là gây nên những vấn đề về ung thư, nó là một trong những cái vấn đề mà tôi thiết nghĩ rằng không phải bất cứ một người nào đó là không quan tâm, bởi vì không ai dám chắc rằng là mình sẽ bị gặp phải vấn đề đó hay không. Mà vấn đề là khi mà gặp những vấn đề đó thì chúng ta sẽ có những giải pháp nào, có những phương pháp mà điều trị ra sao, hay có cách thức nào để chúng ta có thể điều trị hay giải quyết hay là khắc phục được một cách triệt để các cái vấn đề như vậy. Và các căn bệnh ung thư thì có phải là một cái gì đó là không thể giải quyết được hay không? Và tất cả điều đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu, được trao đổi và được nói chuyện với dược sĩ thầy Trần Đoàn Huệ. Và tôi tin chắc rằng trong một thời lượng rất là ngắn thôi, trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ được giải đáp rất là nhiều những câu chuyện, giải đáp rất là nhiều những nội dung và những cái kiến thức. Và tôi luôn ghi nhớ một cái lời chia sẻ của thầy, thì nó nói rằng là ung thư là một căn bệnh mà rất là khó điều trị, tuy nhiên thì nó lại là những căn bệnh mà dễ phòng nhất, và phòng được hay không thì phụ thuộc vào cái quá trình hiểu biết của chúng ta. Và để bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi rất là muốn là chúng ta sẽ được gặp gỡ ngay và giao lưu ngay với dược sĩ của chúng ta. Vâng, xin mời thầy có thể giao lưu với tất cả mọi người yêu quý An Thảo Đường, những yêu quý sức khỏe một chút ạ. Là
Thầy có thể trao đổi một chút là cái vấn đề về các bệnh ung thư ngày hôm nay đang rất là nóng hổi, thì thầy có thể trao đổi một chút là tại làm sao mà ngày hôm nay vấn đề ung thư lại đang là một vấn đề rất là nổi cộm như vậy, và tại sao y tế rất là phát triển đúng không ạ, cái sự nghiên cứu rất là nhiều như vậy, nhưng tại sao là cái vấn đề bệnh ngày càng nhiều, cái số lượng bị ung thư rất là nhiều, và nó có những cái nguyên nhân nào hay có những cái lý do nào và hiện trạng cụ thể như thế nào, thì thầy có thể trao đổi một chút ạ. Xin mời thầy ạ. Chào tất cả các bạn. Thực ra thì bệnh ung thư hiện tại thì cái tỷ lệ tử vong nó lớn thứ hai trên thế giới. Thế và theo như mọi người nói đấy, mọi người thường nhận được khi mà ai đó nhận được một thông tin nào đó về bệnh ung thư thì thường là suy sụp tinh thần, rất suy sụp luôn. Và họ tự cảm thấy rằng họ đã nhận được cái giấy báo tử. Và trên thực tế thì bệnh ung thư nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có một yếu tố là yếu tố di chuyển, thứ hai là yếu tố do môi trường. Các bạn đã từng nghe có những nàng do ô nhiễm nặng quá, và cả một nàng, thậm chí cả một xã bị bệnh ung thư do yếu tố môi trường. Thế và cái yếu tố bệnh tầm thổ nhập, nên cái yếu tố mà do mình làm những người thức ăn không đảm bảo yêu cầu vào trong cơ thể cũng có thể gây ung thư. Thực ra ung thư thì nó là cái gì đâu, nó cái sự phát triển của một tế bào không được đúng theo quy trình. Các tế bào của chúng ta hàng ngày phát triển ra rất nhiều. Thế và quá trình đó thì nó sao chép cái gen ADN ra, và chỉ cần 1% thôi, 1% số đó thì ngày hàng tẻ cái tế bào mới được sinh ra, chỉ cần 1% cái số đó bị lỗi gen, tăng sau thất bại thì lỗi gen thì có thể nghĩ đến đó là một ung thư. Nên khi xét nghiệm chúng ta biết được là ung thư. Đó. Và trên thực tế thì cái yếu tố môi trường bây giờ do xã hội, do cái sự phát triển không đồng đều, do con người không tôn trọng thiên nhiên, nên yếu tố môi trường cho đến bây giờ thì yếu tố môi trường ảnh hưởng rất lớn. Cái tỷ lệ người bị ung thư do yếu tố môi trường lớn hơn là yếu tố di chuyển. Đó. Nên là rất là mong mọi người hãy sống tôn trọng thiên nhiên đấy, và sống theo quy luật của thiên nhiên, từ đó ta sẽ đẩy lùi được bệnh ung thư. Mà mình... dạ vâng, rất là cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích. Thầy trao đổi những cái thông tin giá trị để chúng ta hiểu một phần những cái nguyên nhân nào, những cái vấn đề gì nó đang là hiện trạng gây đến các vấn đề bị ung thư, những người mà gặp phải vấn đề bị ung thư, và chúng ta được nghe trao đổi về thông tin rồi. Thầy có thể trao đổi trong thời gian rất là ngắn thôi đúng không ạ, thầy có thể trao đổi thêm một chút, và hiện nay thì có những cái phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề về bệnh ung thư như thế nào, và các cái phương pháp như vậy thì mỗi những cái phương pháp đó có những cái ưu thế ưu việt ra sao, và những cái hiệu quả đem lại của những cái phương pháp mà thầy đã nghiên cứu và hiện trạng của cái quá trình điều trị như thế nào, thì thầy có thể trao đổi thêm với tất cả các bác cô chú anh chị và các bạn được không ạ? Xin mời thầy ạ. Trước mặt tôi có hai cuốn sách viết về ung thư. Đó, một cuốn gọi là Sống chung với ung thư. Đó, và một cuốn là gì? Ung thư theo phương pháp thưởng thức tự nhiên. Tôi cũng đang nghiên cứu kỹ hai cuốn sách này. Hai cuốn sách này thì do các nhà khoa học người Mỹ nghiên cứu ra. Đấy, và đâu đó mọi người đã từng nghe. Đâu đó mọi người cũng từng nghe là gì ạ? Ở chỗ này có người đã thoát khỏi căn bệnh ung thư
ở chỗ kia đã có người thoát khỏi căn bệnh ung thư đó. Thế và trong cái cuốn ung thư thưởng thức tự nhiên đó, có một nhà khoa học Paul Ridley, họ cũng đã lấy dẫn chứng là đã có người trước bệnh ung thư. Trong cuốn Sống chung ung thư cũng thế. Thế và tất cả các dẫn chứng đều nói lên rằng dùng thảo dược và tôn trọng thiên nhiên cộng với ý chí của người bệnh có thể chiến thắng được bệnh ung thư. Ung thư không còn đáng lo ngại nữa. Nó không phải là gì ạ. Khi nhận được cái giấy báo là mình bị ung thư, nó không phải là giấy báo tử, mà nó là cái giấy báo nhắc nhở chúng ta. Nhắc nhở chúng ta nên hành xử như thế nào để đẩy lùi nó ra. Có một cuốn sách ung thư theo phương pháp thường thức tự nhiên, tôi nói hãy sống với tự nhiên đi, hãy dùng lý trí của mình đi và hãy dùng thảo dược, chắc chắn bạn sẽ ổn. Đó. Và bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân ung thư và trong cuốn sổ này tôi đã ghi một số bệnh nhân. Đó. Và tôi cũng trực tiếp theo dõi từng chút một. Ví dụ như là ngày 6 tháng 8 năm 2018, thế tôi cũng nhận bệnh nhân sinh năm 1959, bệnh nhân bị ung thư gan, người cũng có thể phù rồi. Sau khi xem thì lúc đó tôi chưa có tự tin, tôi chỉ nói với bệnh nhân thế này: bây giờ đấy, hãy vui vẻ sống lên và tự tin đi đấy, coi như là mình sống làm sao bớt đau đớn. Thế là trong quá trình cho bệnh nhân dùng thảo dược, chính bản thân tôi cũng không ngờ sau 15 ngày bệnh nhân mặc được quần áo bình thường. Hôm trước là cùng toa là không mặc được quần áo. Và cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2019, tức là mùng 6 tháng 8 năm 2018, tôi bắt đầu cho bệnh nhân dùng thảo dược, khuyên bệnh nhân dùng thảo dược. Và 26 tháng 2 năm 2019, bệnh nhân tự nhiên lên cơ bụng. Cái người nhà bệnh nhân gọi điện cho tôi. Thế và đáng buồn, cái này thì chưa nói được. Đáng buồn là gì ạ? Sau khi tôi gặp bệnh nhân thì do một cái bệnh nhân đã trao đổi với tôi, do một cái khúc mắc và bệnh nhân gì ạ, đã uống thuốc tự kết nữa thì nào. Ngày 7 tháng 11 năm 2018 thì tôi có nhận một bệnh nhân ung thư gan đấy, bệnh nhân nam 62 tuổi ở thành phố Hải Dương. Đấy, sau khi điều trị thì bệnh nhân về thì trong quá trình điều trị, lúc đó bệnh nhân là bị ung thư, thế và cái u cục ở trong gan ấy nó là 100 × 95 × 90 mm. Thế và đi xét nghiệm để định lượng AFP toàn phần là 293,9, AFPN3 là 25,5,
94 và PIB ca các tế bào ung thư 9564. Và cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2019 thì các chỉ số của bệnh nhân giảm, chỉ số ung thư giảm. Đấy, và cái u cũng đã bé đi. Thế nhưng mà ngày 23 tháng 3 năm 2019 bệnh nhân có không giữ mình, đi qua một cái đám tang. Đấy thì sao ạ? Sau đó là các cái chỉ số về ung thư tăng lên. Nó tăng lên đáng kể. Nhưng mà từ đó không kiểm hãm được nữa. Đấy là cái đau đớn của tôi. Đấy, và bệnh nhân Tạ Ngọc Tân cũng thế. Và một cái kỷ niệm rất sâu với tôi, sâu lắm. Đó là một bác cũng sinh năm 1983 ở thành phố Lạng Sơn. Đấy, hồi đó thì anh vẫn đang công tác. Ngày 10 tháng 2 năm 2019 anh đang công tác. Nhưng mà trong khi đó thì mọi người, đấy, trong đó là bệnh viện nói về là trong vòng 10 ngày bác ấy chỉ có thể tồn tại trên thế gian này trong vòng 10 ngày nữa thôi. Thế lúc đó cũng nhờ một cái nhân duyên thì bác ấy do công tác cùng ở ngành nông nghiệp. Trước bố tôi cũng công tác ở ngành nông nghiệp, anh là kiểm lâm. Bệnh nhân này là kiểm lâm. Thế sau khi là kết quả chụp cắt lớp 128 dãy, đấy, u gan phải rất nhiều và có tính chất là gì, huyết đông. Thế thì có cái may mắn không hiểu vì sao con trai của bệnh nhân biết từ nước tận nhà thôi. Thế lúc đó thì tôi cũng chưa có một cái gì gọi là hoàn toàn tự tin cả. Tôi có nói với cháu đang công tác ở sở nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn là thực ra thì chú nhìn thấy tình cảnh này, đấy, nhìn thấy tình cảm của cháu với bố cháu, đấy, và cái thái độ của cháu với chú muốn lắm. Được, chú cháu mình cùng cố gắng và cùng động viên bố cháu cố gắng. Đấy. Sau đó thì anh đại nhân cũng điện cho tôi. Điện cho tôi sau đâu đó lại còn bắt con trai thuê xe đến tận chỗ tôi. Và anh bệnh nhân chỉ yêu cầu là chú làm sao kéo cho tôi được khoảng 2 tháng để tôi giải quyết nốt một số công việc tồn đọng. Thế mà tôi đồng ý cho bệnh nhân uống thuốc sắc. Một tháng đầu tiên sau khi uống thuốc sắc, bệnh nhân đi kiểm tra các tế bào ung thư giảm hẳn, các chỉ số ung thư giảm. Đấy, đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 uống từ hôm 10 tháng 3 bệnh nhân đi kiểm tra giảm hẳn, kết quả xét nghiệm rất rất tốt, bệnh nhân tư tưởng ổn định, ăn ngủ tốt, đại tiểu tiện bình thường, trước anh đại tiểu tiện không được. Thế và anh vẫn tiếp tục dùng thuốc cho đến 18 tháng sau. Đấy thì con trai anh nhận được tôi, bố cháu trước khi mất vẫn rất tỉnh táo và khỏe mạnh. Đấy, bố cháu gửi lời cảm ơn chú. Lúc tôi đau lắm và từ đó nhất quyết tôi đi tìm cái kỳ của nó. Nhất quyết tôi tìm tại sao là như thế. Thế và cái bệnh ung thư này thì theo đông y ấy,
nó chỉ là cái gì thôi ạ, chỉ là mất cân bằng, chỉ là những cái mà trong cơ thể mình ấy nó không được điều hòa. Thế vậy phải làm sao? Thế từ đó bản thân tôi bỏ hết công việc, chả làm gì, chỉ đi tìm cái đó, chỉ đi tìm nguyên nhân tại sao và cách làm sao cân bằng được cái giữa âm và dương của cơ thể, giữa cái ngũ tạng, giữa cái ngũ hành của cơ thể. Tôi hầu như quên hết các việc khác. Thế và gì ạ? Trong lòng tôi cũng có niềm tin là sẽ tìm được cái đó. Đấy, cộng thêm những cuốn sách, ai có cuốn sách gì viết về ung thư, tôi đều mang về, bằng mọi cách tôi mang về để nghiên cứu để đọc. Thì càng tạo cho tôi một niềm tin là mình sẽ kiếm được. Vì sao ạ? Thế giới đã có người chữa khỏi rồi. Ở đâu đó đã có người khỏi rồi. Thế thì trong một lần do tình cờ, do may mắn thì đúng hơn, tôi đã phối trộn được với cái gì, với cái thảo dược mà đẩy được cái tồn đào thải tế bào nặng, và cái thảo dược đấy tan vô cùng trong người. Rất may mắn cho tôi đã tìm. Thế mà cái công thức lớn nhất của tôi từ năm 2019 đến giờ, tôi bỏ hết việc, tôi đã tìm được cái chìa khóa. Và phần thưởng lớn nhất của tôi là có một cô em gần như là coi là em gái. Đúng với thầy, sau khi tôi tìm được cái chìa khóa đó, 3 tháng thì cô em gái bị những căn. Thế và sau khi cô em gái tôi uống theo đúng cái tôi mách, đúng cái tôi nói, sau bao nhiêu ngày, sau khoảng 70 ngày, chưa đến 3 tháng, cô ấy đã sao ạ? Sau khi đi siêu âm, đi kiểm tra, không còn một cái hạt tăng nào cả. Cô ấy thích cái nỗi cô ấy thông báo với tôi ấy. Cô ấy chạy 4 vòng quanh bệnh viện, 1,5 km. Đấy. Và trước cô em gái tôi ấy, có một số trường hợp. Một số trường hợp. Thì lại tiền dược tuyến. Thì đại tiền nhiệt tuyến và bị một số u cục trong người cũng đã thành công. Tôi cảm thấy là gì? Cái niềm tin của tôi đã chiến thắng được bản thân tôi. Tôi tìm được cái đó. Tôi cảm thấy rằng suốt 3 năm trời, tôi bỏ bê cả việc nhà, đã đền đáp chứng đáng cho tôi. Mà cái này nữa là cái quan trọng này. Cô em gái tôi, bệnh nhân của tôi, cũng là bệnh nhân của tôi, có một ý chí rất là kinh khủng. Không những tuân thủ theo những cái anh mình nói, mà bản thân nghị lực của cô phi thường. Chưa nói đến gì ạ? Đấy là một vấn đề sau một buổi sau tôi sẽ nói đến. Đấy, tôi sẽ nhờ một số thầy nữa nói đến. Chưa nói đến là gì? Do nhân duyên của anh em tôi kết hợp được với nhau, kết hợp với vận mệnh của giữa cô em và tôi. Đấy, phúc phần của tôi, phúc phần của em đã. Có nhiều vấn đề lắm. Cái đấy tôi chỉ là gì? Dám khoe thôi, không phải là công bố chứ. Đây chưa phải là công bố. Tôi sẽ cố gắng được nhiều người nữa, lúc đó tôi gọi là công bố. Đây chỉ là khoe thôi ạ. Khoe với mọi người thôi. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Hơn 3 năm đóng cửa, tức là hơn 1.000 ngày.
chỉ để nghĩ đến nó, không nghĩ cái gì khác, nghĩ đến cái kia, cái chìa khóa đó. Vậy thì sao ạ? Một số nhà khoa học thế giới cho biết cũng có người hỏi ung thư, bản thân tôi cũng đã chứng kiến bằng cái phương pháp của tôi cũng đã được chứng kiến. Thế và ở đâu đó có một trang gọi là gì ạ? Có một trang nàng ta đấy, cũng nói là có những người gì ạ, chỉ cần nhất tâm niệm Phật cũng đã khỏi ung thư. Vậy thì làm sao ạ? Ung thư có đáng sợ không ạ? Không có gì đáng sợ cả, nếu có lòng tin, nếu biết dùng gì ạ, dùng thức ăn, dùng thảo dược đúng mức, ta có thể vẫn có thể đầy lùi nó. Nghe một cậu ở Thanh Hóa sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, cái căn bệnh ung thư phổi nó âm thầm, tới khi phát hiện ra ấy, thì đã phải cắt một đợt đấy. Cái anh chàng này thì sao ạ? Có vợ biết tôi, vợ anh ta biết tôi, điện cho tôi, tôi nói chuyện. Thế và có động viên, sau khi tư tưởng anh ta nó thông được, tư tưởng nó thông được, tôi chỉ cho một vài loại thảo dược tự lấy dùng rất ổn. Thế nhưng mà sao ạ? Sau một tháng sau người không dùng nữa thì nằm ở máy điều hòa, khó thở, rất khó thở và mệt mỏi. Cô vợ lại điện cho tôi, nói, anh ơi làm sao thế? Tôi nói mỗi câu thế này, không dùng thuốc gì, chắc là không dùng gì, và nhà em ngại quá không dùng, và thế thì uống ngay. Thế sau 10 ngày uống, sau 10 ngày sau lại bình thường, đến bây giờ vẫn bình thường ở Sài Gòn ấy. Thế này thì ạ, đứng vai trò là một người ạ đã từng tìm hiểu đọc sách, đứng vai trò là người đã tìm hiểu về thảo dược, thì tôi cũng mong những người bị bệnh ung thư ấy là hãy kiên cường lên. Ung thư không là cái gì cả, mặc dù nó là cái gì ạ, bệnh tử vong đứng thứ hai trên thế giới, nhưng nếu bây giờ nó không là cái gì cả, kiên cường lên sẽ thắng nó, đánh bay nó ra khỏi cơ thể, làm được việc đó, sẽ làm được và làm được, có người làm được rồi. Và những người đã khỏi như thế, kể cả cô em gái tôi đó, tôi cũng kính phục luôn vì ý chí rất tốt. 60% đó là do các cái phương pháp khác, 40% là do lý trí. Nếu lý trí không ổn, thuốc này sợ cả thuốc dài cũng được, kể cả cái cảm cúm, chưa nói cái căn bệnh gọi là quái ác này, cảm cúm đâu mà tinh thần không tốt cũng đã là khó chữa rồi, chưa nói đến căn quái ác. Nên là cái gì ạ, càng bệnh tặng lý trí của người bệnh càng tốt thì bệnh càng được đẩy lui. Sống kiên cường lên, vô tư đi. Và làm sao ạ? Ta nghĩ đơn giản thôi, sống khỏe. Sống làm sao cho thật khỏe, thật minh mẫn. Mà khi sao ạ? Đến khi hết bệnh rồi, riêng thương gọi dạ thật to, có đi luôn. Ung thư bệnh hết, không có đẩy gì. Vô tư đi. Đấy là kinh nghiệm của tôi và cái đau đớn của tôi. Tôi còn ghi từng ngày từng giờ một bệnh nhân uống thuốc. Thế và tôi có một cái kỷ niệm rất sâu sắc với bệnh nhân ở Lạng Sơn. Mặc dù là anh ấy chỉ cần giữ được 2 tháng thôi, tôi cố giữ được 18 tháng. Và khi cháu, tức là con của anh ấy báo anh ấy mất, bản thân tôi gục luôn. Cứ đờ người ra luôn, và cảm giác như là nỗi của tôi rất lớn.
Thế hôm trước tôi có nhắn tin cho cháu. Và cháu ơi, ở cái điểm chú xin lỗi cháu, vì ở cái thời điểm đó chú chỉ làm được như thế thôi. Đến bây giờ chú đã được như thế này rồi thì cũng cảm ơn cháu nó nhắn tin. Và cảm ơn chú, ở thời điểm đó gia đình chúng con cũng đã rất biết ơn chú rồi. Cũng là cái niềm động lực của tôi để tôi tiếp tục. Xin mời Mít Tư Công nói. Xin mời Mít Tư Công. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thật sự là tôi xin phép được thay mặt tất cả các bác cô chú và anh chị chúng ta đang theo dõi An Thảo Đường và đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn những lời gửi đến những lời cảm ơn sâu sắc nhất, bởi vì những cái kiến thức, những cái lời khuyên vô cùng là hữu ích từ những phương pháp, và đặc biệt là xin thay mặt những cái người bệnh nhân, những người gặp phải vấn đề bệnh quái ác như thế này, đã được nhân duyên biết đến thầy và được thầy giúp đỡ. Và ngày hôm nay tôi biết rằng là với một cái kết quả họ nhận được thì đó là những cái điều mà đối với họ đó là những cái sự kỳ diệu trong cuộc sống. Tuy nhiên thì khi mà được nghe thầy thì chia sẻ thì nó không phải là một cái điều gì đấy là mang tính chất là rất là gọi là không có gì là quá gọi là thần thánh hay cao siêu gì đó, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn có thể giải quyết được triệt để các vấn đề về các cái bệnh gọi là quái ác. Và tôi được nghe rất là sâu sắc cái phần liên quan đến tức là cái suy nghĩ đúng không ạ, tư duy của chính người gặp phải vấn đề bệnh tật. Nếu như có một cái suy nghĩ luôn tích cực, hiểu về sức khỏe, hiểu về bệnh và hợp tác với những sự giúp đỡ của thầy thuốc, và luôn có một ý chí rất là mạnh mẽ đúng không ạ, tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiến thắng mọi những vấn đề về bệnh tật, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Thì đó là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời, và rất là cảm ơn những lời chia sẻ của thầy. Và trong cái phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn được nghe thêm đôi chút thôi ạ, một vài những cái lời khuyên của thầy dành cho tất cả mọi người, là để mà có thể phòng ngừa hay là giúp chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa tránh được các vấn đề về ung thư đó, thì chúng ta sẽ cần phải có một phong cách sống như thế nào, hay có những cái cách phòng bệnh ra sao, hay là có những phương pháp nào đó để chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, và một cái điều mong muốn là không bị bệnh ung thư ạ. Vâng, xin mời thầy trong phần cuối ngày hôm nay ạ. Thực ra thì chả có gì cao siêu cả, và chúng ta hãy sống theo ý kiến cá nhân của tôi ấy, thì để phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư, chúng ta hãy sống tôn trọng tự nhiên, thuận thiên, và gì ạ, tức là gì ta sống gần gũi với tự nhiên, ăn rau sạch, ăn thức ăn sạch, uống đồ uống sạch, thế và sống ở môi trường sạch, ăn sạch, ta có thể lựa chọn được qua những doanh nghiệp họ làm nông sản, họ trồng và họ cho người tiêu dùng nhìn thấy được quá trình trồng của họ. Người tiêu dùng thông minh ấy, mà bây giờ có rất nhiều những người có tâm làm nông nghiệp, họ đang nghĩ ra cái điều đó giúp chúng ta. Thế là vì gì ạ? Vì những con sâu bỏ đầu nồi canh, có những người làm ăn chót gian dối, thì họ đang nghĩ ra cái gì ạ? Nghĩ cho người tiêu dùng, họ giám sát luôn quá trình nuôi trồng ngay tại nơi trồng đó. Nên là gì ạ? Mình ăn một mớ rau, một trái cây, mình đã biết được rằng quá trình của nó từ lúc chọn đất, cải tạo đất cho đến lúc thu hái, nó được chăm sóc ra làm sao. Tức là gì ạ? Thức ăn, nếu ta biết từ gì, ta biết là người tiêu dùng không hái, lựa chọn được. Đấy. Còn môi trường,
môi trường thì khó. Một bác sĩ phải làm việc ở môi trường bệnh viện. Một kỹ sư phải làm việc ở đâu ạ? Ở những nơi có các nhà máy lớn, khu công nghiệp. Vậy thì làm sao ạ? Khó. Vậy thì ta phải thường xuyên tăng cường sức đề kháng của mình và giải độc cơ thể. Và hơn ai hết, chính bản thân mỗi chúng ta, tất cả những người xem ở đây và những người không xem, khi ta biết được cái điều này, hãy tuyên truyền cho mọi người tự ý thức giữ gìn môi trường, để bảo vệ ai, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ chính bản thân chúng ta. Cái này không phải một mình ai làm được, mà toàn xã hội phải làm, toàn xã hội phải có ý thức bảo vệ cái môi trường sống của mình. Chứ không để một anh kỹ sư điện máy mà về làm cùng nghề nghiệp của mình ấy, vận hành cái nghề nghiệp của mình ấy bằng cách làm ruộng, không làm được. Anh ta buộc phải vào nhà máy. Vậy thì môi trường được cải thiện từ đâu ạ? Từ chính mỗi suy nghĩ của mỗi chúng ta và tất cả mọi người cùng đồng lòng. Môi trường có thay đổi. Thức ăn có thể thay đổi nhờ tư duy, nhờ những nhà kinh doanh có tâm, nhờ những người nông dân có tâm, có thể thay đổi. Thế và một cái nữa, một cái cực kỳ quan trọng trong mỗi tư duy chúng ta, đó là tinh thần lạc quan. Sống vui vẻ, sống khỏe mạnh, ngoại trừ phiền toái, tích cực vui vẻ. Cái đó học AQ, không biết ai đọc câu chuyện AQ chưa? Thì mọi người thắc mắc mình, chửi mình, thế nhưng mình không có một cái phương pháp gì, không có một phương án nào để gì ạ? Để giải quyết cái mối bất hòa đó. Tốt nhất trong đầu nghĩ nó chửi mình như chửi bố đó, không sao cả. Tôi khuyến khích như thế, không nên gây hấn. Tinh thần AQ, hay tác giả của tác giả của tác phẩm AQ chính truyện, thực sự bác học đó. Thế và ăn ngủ thì sao ạ? Ăn ngủ nên điều độ. Thế có một cái chương trình keto ấy, nhưng chương trình đấy thì mọi người nói rồi, tôi cũng xem qua nhưng tôi cũng đánh giá tốt hay xấu. Thế và tốt nhất là buổi tối hạn chế ăn, ăn trong buổi sáng hoặc buổi trưa, đấy là ăn uống. Sống tích cực vui vẻ hòa đồng, mà bực tức gì thì tìm chỗ bạn bè hay là tìm một chỗ nào đó để cho gì ạ, ta giải tỏa được tâm lý. Đấy là điều rất quan trọng, quan trọng như thuốc luôn. Xin mời Mr. Cốc. Vâng ạ, rất là cảm ơn những lời khuyên. Tôi xin nghĩ rằng vô cùng là bổ ích và ý nghĩa của thầy đã dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng vậy, lấy đó làm những cái hành động, những cái tiêu chí để chúng tôi có thể là phòng bệnh cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh của mình. Và qua đây thì An Thảo Đường chúng tôi cũng có những cái đề xuất và mong muốn rằng tất cả các bác, cô chú, anh chị em là những người đã và đang ủng hộ theo dõi An Thảo Đường, chúng ta cùng lan truyền những cái thông tin vô cùng hữu ích như thế này đến với thật nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đến với người dân, để làm sao cái quan trọng nhất là chúng ta hạn chế đến mức độ tối đa các vấn đề có thể dẫn đến rằng là họ sẽ có thể bị vấn đề về các cái bệnh quái ác như ung thư. Và nữa, và chúng ta cũng có những cái tin vui, rất là nhiều các bệnh nhân không may mắn bị phải những căn bệnh quái ác đó, và khi gặp thầy Trần Đoàn Huệ thì đã được giúp đỡ và họ đã lấy được những cái sức khỏe theo mục tiêu của họ. Và tôi cũng biết rằng trong cái buổi theo dõi ngày hôm nay có những con người như vậy, tôi cũng không tiện nêu tên, tuy nhiên thì đó cũng sẽ là những cái niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến, bởi vì chúng ta biết rằng là tính mạng của chúng ta, con người, sức khỏe con người nó là những cái giá trị vô giá và không có gì có thể so sánh được,
không có bất cứ một cái thứ gì có thể mua được sức khỏe hay tính mạng. Nhưng ý thức, sự hiểu biết và kiến thức từ những người thầy, từ những tâm huyết nghiên cứu như vậy đã phần nào giúp đỡ, hỗ trợ cho rất rất là nhiều người đã có thể, tôi nói rằng là có thể lấy lại được cái sức khỏe từ chính lưỡi hái của tử thần. Đó là một cái điều vô cùng là quý giá. Chúng ta hãy lan truyền những thông tin này, hãy chia sẻ thật nhiều. Ngày hôm nay với công nghệ thông tin, với những trang mạng xã hội như thế này, hoàn toàn chúng ta có thể lan truyền, chia sẻ cho tất cả cộng đồng, những người yêu quý sức khỏe, những người biết được giá trị sức khỏe con người, biết đến thông tin như vậy. Và không may mắn một ai đó họ gặp phải những vấn đề, đặc biệt các cái vấn đề về bệnh quái ác như ung thư, thì có thể họ sẽ nhân nàm, có thể được gặp trực tiếp thầy Trần Đoàn Huệ, và thầy cũng có giúp họ được những cái sự hướng dẫn, tư vấn sử dụng, chọn các loại thuốc hay những loại thảo dược để trong quá trình điều trị để thu được những kết quả hiệu quả nhất, và họ có được cho mình một cái sức khỏe toàn vẹn, và có cho họ được một cái gọi là gì ạ, một cái giá trị lớn nhất của đời người, đó chính là sức khỏe. Bởi vì ai cũng biết đúng không ạ, khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có hàng ngàn ước muốn, và khi chúng ta không có sức khỏe thì ước muốn duy nhất của chúng ta là gì ạ, đó là sức khỏe. Có phải vậy không ạ? Và đó cũng là tiêu chí mà ngày hôm nay thầy Trần Đoàn Huệ cùng với cả An Thảo Đường đang hướng đến và đang luôn luôn đi theo những con đường như vậy. Và buổi tối ngày chúng tôi rất là vui mừng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn dược sĩ Trần Đoàn Huệ, cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị đang theo dõi và yêu quý An Thảo Đường, và cảm ơn những người luôn chia sẻ những thông tin hữu ích như thế này đến với cộng đồng chúng ta. Và một lần nữa thì xin kính chúc tất cả chúng ta luôn khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc, và chúc chúng ta có một buổi tối thật sự là an lành và ngủ ngon. Vâng, chúng tôi xin kết thúc cái chương trình phát sóng trực tuyến trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào những cái buổi tối ngày hôm sau để chúng ta đón nhận những cái thông tin hữu ích quý giá nữa. Vâng, xin thành cảm ơn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, chào tất cả mọi người. Xin chào Vĩnh Tân Tâm, chào tất cả mọi người. Dạ, chào tất cả.